Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cuối cùng nạn nhân bị cướp Cộng sản Việt Nam đã bớt hèn với thằng anh đều 4 tốt và 16. Mãi mất đến 2 tuần lễ, cân nhắc đại cục, đến chiều 19 tháng 7 năm 2019, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam mới chỉ đạo cho Bộ Ngoại giao của chế độ này mở miệng. Trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tại khu vực phía Nam Biển Đông, bãi Tư Chính. Lần mở miệng hiếm muộn, lần mở miệng trên là một dịp quá hiếm muộn mà giới chính phủ Cộng sản Việt Nam dám gọi đích danh cái tên Trung Quốc thay cho não trạng suy sụp về tàu lạ và người lạ trong rất nhiều lần trước. Trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 xông thẳng vào vùng chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông vào tháng 5 năm 2014 như một cái tát nảy đom đóm vào mặt Bộ Chính trị của lũ Cộng sản Việt Nam, Hà Nội đã chỉ dám hé môi càm ràm đích danh cái tên Trung Quốc với độ trễ sau đó đến cả tháng trời. Còn trong hai lần tàu Trung Cộng vây bọc và gây sức ép tại bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018 để buộc Repsol, một công ty của Tây Ban Nha là đối tác liên doanh khai thác dầu khí với tập đoàn dầu khí Việt Nam, phải rút lui khỏi mỏ cá Rồng Đỏ, đã hầu như chẳng thấy người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vung tay về phía phương Bắc dù chỉ là ấp úng phản đối như một lối đọc vẹt chẳng cần tới sách vở. Vào thời gian trên, cho dù có muốn loan tải những thông tin trên kèm theo thái độ phẫn nộ, một số tờ báo nhà nước cũng bị Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan nổi tiếng với biệt danh vòng kim cô, cấm cản. Chính thể độc đảng toàn trị ở Việt Nam đã giấu biệt thông tin được bị coi là quá sức nhạy cảm này và như co rúm trong nỗi sợ hãi của lịch sử ngàn năm Bắc thuộc lẫn và hiện tại 16 chữ vàng và 4 tốt. Vẫn chưa hết run sợ, sau vụ Dương Cờ Trắng lần đầu tiên tại bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017, trong cơn quẫn bách mất ngủ lẫn mất ăn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã một lần nữa phải cầu viện Hoa Kỳ, mà cụ thể là kêu gọi một sự hỗ trợ từ Hải quân Hoa Kỳ. Tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam, được giao nhiệm vụ sang Washington để thuyết phục Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hỗ trợ Hải quân. Thế nhưng những gì mà Hải quân Mỹ đã tiếp cận Biển Đông vào tháng 3 năm 2018 vẫn không khiến cho giới chính phủ Cộng sản Việt Nam hết run sợ trước thằng bạn tốt 16 chữ vàng và 4 đều của Trung Quốc. Ngay sau khi hàng không mẫu hạm USS Carvinson của Mỹ rút về nước và công ty Repsol của Tây Ban Nha cùng đối tác của nó ở Việt Nam một lần nữa thử khai thác dầu khí ở mỏ cá Rồng Đỏ, nỗi nhục bãi Tư Chính lại nổ ra lần thứ hai và phủ đầy khắp bộ mặt chính trị của lũ Cộng sản Việt Nam. Tháng 3 năm 2018, một lần nữa Repsol phải tháo chạy khỏi mỏ dầu khí này sau khi Trung Cộng lại ra tay dọa dẫm. Và đó là lần tháo chạy khỏi mỏ dầu khí sau này khi Trung Quốc lại ra tay dọa dẫm, và đó là lần mà Repsol có vẻ một đi không trở lại. Còn bản lĩnh Việt Nam đã chỉ thể hiện đến mức cúi đầu chấp nhận bồi thường cho Repsol hơn 200 triệu đô la Mỹ chi phí ban đầu. Có ước tính cho biết con số này có hơn rất nhiều con số được thông báo trên, có thể lên tới 300 triệu đô la, nhưng đã không thể và trong thực tế là lâu mới dám hó hé trước sức ép ngày càng thô bạo của Trung Cộng. Trong suốt thời gian trên, giới chính phủ Cộng sản Việt Nam còn bị hành hạ không ngớt bởi cái bóng của Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc, với gương mặt lạnh như tiền và lời đề nghị như thể chiếu chỉ của họ Vương về Trung Quốc và Việt Nam cùng hợp tác khai thác dầu khí trên Biển Đông. Nếu chấp nhận đề nghị này, giới chính phủ Cộng sản đương nhiên phải mời kẻ cướp vào nhà mình và tự nguyện dâng hiến tài sản cho hắn ta. Chưa bao giờ bản lĩnh Việt Nam bị thách thức và đe dọa đến thế. Tiền nằm ngay trong túi của mình mà không làm sao có thể lấy ra được. Giờ đây, kịch bản thất bại đến mất ngủ ở bãi Tư Chính đang lặp lại, khiến giới chính phủ Việt Nam mất ăn dầu khí ngay trên vùng lãnh thổ, lãnh hải của mình và
càng bế tắc trong cơn ác mộng ngân sách trước những khoản nợ nước ngoài đang ập đến như sóng thần biển đông. Có cầu cứu Mỹ một cách thực chất hay không? Hiện tượng Bộ Ngoại giao mà đằng sau nó là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam rốt cuộc đã phải dám gọi đích danh Trung Cộng đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tại khu vực phía Nam Biển Đông. Cùng với những tin tức về việc tàu Hải Dương 8 và những tàu cảnh sát biển vẫn ung dung ngự trị ngay gần đảo Trường Sa lớn và vẫn tiếp tục thăm dò dầu khí như trốn không người. Thật ra chỉ dấu Bắc Kinh không hề có ý định giúp tàu Hải Dương 8 về nước, mà còn có thể thi hành chiến thuật vận tàu với Việt Nam trong một thời gian dài nữa. Tương tự với cái cách mà Hải Dương 981 và nhiều tài hải giám đã xung sát với tàu Việt Nam vào năm 2014. Cú vỗ mặt trên lại xảy ra trong và sau chuyến thăm Trung Quốc của Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, như một thông điệp không thể cởi mở hơn của Bắc Kinh về việc muốn biến Việt Nam thành chư hầu và biến giới quân lại Việt Nam thành một đám quân thần, ngựa xe mấy cỗ quân hầu vài tên. Rốt cuộc, những chuyên gia tâm lý Bắc Kinh đã một lần nữa nắm thóp được tâm lý sợ hãi đến mức đái ra quần của giới châu Âu Cộng sản Việt Nam. Vụ Trung Quốc cho tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 xâm nhập vào khu vực bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2019 chỉ là bước thăm dò bản lĩnh của Cộng sản Việt Nam. Thêm một lần nữa, để nếu Hà Nội vẫn không có nổi một động tác ngả về phía Mỹ, thì Bắc Kinh sẽ tiếp tục những đòn gây hấn mới hơn và khó chịu hơn nhiều. Với hai mục tiêu song hành, vừa buộc Việt Nam phải chia đôi nguồn dầu khí khai thác được ở bãi Tư Chính, vừa chặn lối chuyến đi Mỹ sắp tới của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Vào lần này, khi bị đồng chí bốn tốt, 16 chữ vàng, hay còn gọi là bạn vàng, và cũng là đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất hung hãn bắt nạt ở bãi Tư Chính, khu vực thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam, giới châu Âu Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào? Liệu sẽ vẫn chịu nuốt nhục mà thực chất là hèn với giặc như nhiều lần trước, hay sẽ tỏ ra can đảm hơn chạy sang với Mỹ để cầu cứu hỗ trợ? Nhưng phải là hỗ trợ tác chiến chứ không còn là giao lưu hải quân như trước đây từ hạm đội Thái Bình Dương. Từ tháng 7 năm 2017, cầu cứu Mỹ đã trở thành một triết lý sống còn và cũng là logic không có thì chết của chính thể độc đảng toàn trị Cộng sản Việt Nam. Chính thể này, trong khi khư khư ôm trọn quyền hành đã có đảng và nhà nước lo, để không những không chấp nhận tinh thần yêu nước và biểu thị phản đối Trung Quốc của người dân Việt, mà còn cho công an lao vào đoàn người biểu tình, hệt như cảnh bầy chó dữ lao vào cắn xé những con mồi của chúng, thì chỉ còn nhìn thấy ở Mỹ như một cứu cánh duy nhất, trong khi cả Nga và hàng chục đối tác chiến lược toàn diện khác đều thản nhiên quay lưng chết trước cơn nguy khốn về nguy cơ chiến tranh giữa Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng. Thế nhưng, cụ thể tồi tệ là não trạng đu dây chính trị vẫn bị nén chặt trong những cái đầu bí bách và bế tắc. Từ năm 2017 đến nay đã chẳng có bước tiến đáng kể nào trong mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ, trong khi vấn đề sự hiện diện của Hải quân và Không quân Hoa Kỳ tại quân cảng Cam Ranh lẽ ra đã phải được ưu tiên số 1. Thái độ vặn vẹo gần đây của Donald Trump với Việt Nam cho thấy ông ta có vẻ không hài lòng với tiến trình hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ như rùa ấy. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại những lời bình luận để góp ý cho chương trình của chúng tôi phát triển được tốt hơn. Và hãy chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Một điều rất quan trọng, xin hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.